Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây 2000 năm, khi Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều để nuôi sống cả hàng mấy ngàn người ăn no nê, và rồi từ đó Chúa Giêsu dẫn giải cho họ về một món ăn khác, món ăn đó mà chính Chúa Giêsu sẽ cung cấp cho họ. Khi Chúa Giêsu nói: Anh em tìm tôi vì anh em đã được no nê, ăn bánh no nê rồi, nhưng mà tôi sẽ ban cho anh em một cái thức ăn mới. Thức ăn đó làm cho anh em được sống muôn đời, đó chính là thịt tôi. Đối với người Do Thái, người ta không bao giờ ăn thịt người, và người ta bàn tán thì thào với nhau rằng: Tại sao lại lấy ông này này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Đó là một cái gì ghê tởm. Nhưng mà rồi họ càng tranh luận gay gắt hơn về cái chuyện mà Đức Giêsu đã nói: Tôi sẽ ban cho anh em bánh trường sinh, đó chính là thịt tôi. Và khi người ta tranh luận với nhau như vậy thì Đức Giêsu lại càng quả quyết hơn: Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì họ sẽ được trường sinh. Máu đối với người Do Thái là sự sống Thiên Chúa ban cho một con người hay là ban cho một con vật. Vậy khi lấy máu của con vật mà ăn, điều đó là một tội. Tại vì tội đó là tội làm mất sự sống của một sinh vật. Vậy máu của một con người mà lại được uống thì điều đó không thể chấp nhận được. Khác với người Việt Nam chúng ta là chúng ta có thể ăn tiết canh vịt, tiết canh heo, tiết canh chó hoặc là nhiều thứ tiết canh khác. Nhưng mà đối với người Do Thái thì máu là sự sống mà Thiên Chúa ban cho, nên vì vậy không thể nào có thể uống máu được. Nhưng mà Chúa Giêsu lại khẳng quyết với họ: Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Và chính Chúa Cha đã sai tôi đến thế gian này, và tôi đến để cho thế gian được sống. Ở đây Thánh Gioan muốn diễn tả lại một cái quan điểm là chính Thiên Chúa yêu thế gian đã ban chính con một của Ngài cho chúng ta, đó là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô còn quả quyết hơn nữa là Thiên Chúa yêu chúng ta
và Ngài đã ban chính con một của Ngài để người con đó làm cho chúng ta được sống, sống vì lời của Ngài. Và chính Chúa Giêsu là quà tặng của tình yêu Thiên Chúa ban cho loài người. Còn chính Chúa Giêsu lại làm một cái công việc đặc biệt hơn nữa, là Ngài sẽ lấy chính mình và máu Ngài để trở nên của ăn của uống nuôi sống người ta. Và của ăn của uống đó sẽ làm cho người ta được trường sinh bất tử. Đấy chính là điều mà thế giới này qua mọi thời đại người ta vẫn tìm kiếm, vẫn muốn làm sao mình được sống muôn đời. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, mình vào máu Thánh Chúa Kitô là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể nào suy thấu được. Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta như thế nào thì chúng ta biết như vậy. Chúa Giêsu làm sao có thể lấy thịt và máu mình để nuôi sống người ta được? Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh tạ ơn Thiên Chúa Cha và trao cho các môn đệ và nói: "Đây là mình Thầy, anh em hãy cầm lấy mà ăn." Và sau khi cầm lấy chén rượu tạ ơn, và Đức Giêsu cũng nói: "Đây là chén máu Thầy, anh em hãy cầm lấy mà uống." Chúa Giêsu đã thực hiện một công trình. Công trình đó là Ngài sẽ ở cùng nhân loại cho đến tận thế. Và chính sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể luôn luôn nhắc nhở người ta về tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Và Chúa Giêsu đã trở nên thịt, lấy thịt và máu của Ngài ẩn dưới hình bánh và rượu để nuôi sống chúng ta. Và đây là một việc kỳ diệu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được. Có nhiều người thắc mắc và không hiểu tại sao Chúa Giêsu lại hiện diện ở trong Thánh Thể được. Thì đã có những cái ẩn dụ mà làm cho người ta có thể hiểu được. Đó là trong chính con mắt của mỗi người chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều sự việc ở chung quanh chúng ta. Con mắt nhỏ như thế này mà làm sao chúng ta có thể nhìn được biết bao nhiêu người ở trong nhà thờ này. Và rồi Chúa Giêsu hiện diện ở trong bí tích Thánh Thể thì cũng có một vị giám mục đã diễn giải như thế này. Ngài đập một tấm gương ra, tấm gương vỡ ra nhiều mảnh, và nói với cái người mà đặt câu hỏi với Ngài là: "Tại sao Chúa Giêsu lại có thể ẩn mình trong bí tích Thánh Thể?" Thì vị giám mục đó nói như thế này: "Bây giờ trước kia một tấm gương lành, anh nhìn thấy anh ở trong tấm gương đó. Bây giờ tấm gương vỡ ra nhiều ảnh, anh nhìn thấy cái gì? Ở nơi mỗi một cái miếng gương đó cũng đều có hình ảnh của anh." Những cái ẩn dụ đó chỉ là một cái diễn tả thô sơ để người ta có thể hiểu được là Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể. Còn trong giáo hội đã có nhiều cái phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Khi các linh mục dâng thánh lễ thì giáo dân nhìn thấy là ở trong tấm bánh có hình Chúa Giêsu. Và rồi khi linh mục bẻ bánh thì máu tràn lan chảy ở trên bàn thờ. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, là bí tích mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại để từ đó nhân loại có sự sống khi đón nhận Ngài. Sự sống đó là sự sống thần linh, sự sống đó là sự sống của Thiên Chúa. Và vì vậy mà trong bài sách Đệ Nhị Luật, chúng ta đã thấy là khi Thiên Chúa cứu dân của Ngài ra khỏi đất Ai Cập và Thiên Chúa cho họ ở trong sa mạc, khi họ đói, Chúa đã cho họ manna để ăn.
Khi họ khát, Chúa đã cho họ nước chảy ra từ một tảng đá hoa cương. Những sự việc đó để làm cho dân Do Thái tin tưởng vào Thiên Chúa. Và mỗi khi họ ăn manna thì họ có một sự sống để họ có thể đương đầu với những khó khăn suốt 40 năm ở trong hoang địa. Và rồi Thánh Phaolô cũng nói rằng khi mà chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa Kitô, tức là khi chúng ta đi dâng thánh lễ, thì điều đó làm cho chúng ta được kết hợp với chính Chúa Giêsu, và chúng ta được kết hợp với anh em của chúng ta. Vì tất cả là đều trong một thân thể của Đức Kitô, mà Đức Kitô là đầu. Điều đó Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô khi Ngài dạy họ rằng khi anh em đi dâng lễ, đừng có những sự ích kỷ chia rẽ nhau. Tại vì người Côrintô khi mà đi dâng lễ thì những người giàu họ đưa những thức ăn tới, và rồi khi dâng lễ xong họ rước mình vào máu Thánh Chúa thì họ bắt đầu ăn một cái bữa ăn kêu là bữa ăn huynh đệ. Nhưng chính những con người giàu có này lại ăn rất nhiều những cái thức ăn mà họ đưa tới, khiến cho những người nghèo cảm thấy bất mãn. Và vì vậy mà Thánh Phaolô muốn diễn tả cho chúng ta rằng bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu. Cùng một tấm bánh mà chúng ta ăn là cùng có Chúa Giêsu. Và vì vậy mà Chúa Giêsu đã liên kết chúng ta thành một thân thể. Như thế thì không có sự chia rẽ, không có sự bất công, không có những chuyện mà người ta sống ích kỷ ở trong hội thánh. Xin Chúa ban cho chúng ta khi đối diện với bí tích thánh thể, thì giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta, và nhất là Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vậy khi chúng ta đối diện với bí tích thánh thể, thì xin Chúa cho chúng ta cũng luôn luôn nhớ rằng Chúa Giêsu và Thiên Chúa Ba Ngôi đã yêu chúng ta, yêu rất bậc, yêu đến nỗi mà Thiên Chúa ban chính Con một cho chúng ta, và Chúa Giêsu lại ban chính thịt và máu Ngài làm của ăn của uống, để cho chúng ta bước vào đời sống trường sinh. Xin cho chúng ta mỗi người khi ăn và uống mình và máu Thánh Chúa, chúng ta đừng hờ hững như ăn một tấm bánh vật chất, nhưng mà chúng ta có một lòng tin và xác tín rằng Thiên Chúa đã ban ân huệ rất dồi dào để cho chúng ta được sống muôn đời.